Chào cả nhà nha, bữa nay thì mình chia sẻ đến cả nhà một cái món ăn đồng quê dân dã nữa nha. Đó là món chuối xanh ghim mặn ngọt. Cái món này thì mình ăn với cơm trắng rất là ngon nè. Nước sốt thì kẹo ha, chấm với rau cũng ngon nữa. Cách làm thì rất là đơn giản luôn. Rồi nếu mà các bạn thích cái món này thì mời cùng vào bếp để làm với mình nha. Rồi đây mình có hai trái chuối xanh nè nha cả nhà. Chuối này là chuối sim ha. Khi mà mình làm món này thì mình chọn những cái trái mà còn sống cứng như vậy nè. Tại cái nải chuối này thì mình để trong tủ lạnh đó, cho nên nó bị đen đen vậy ha, chứ không phải là nó bị hư nha. Cái này thì mình làm bằng chuối già cũng được nha. Rồi bây giờ thì mình gọt vỏ ra nè. Mình cũng đừng có gọt sâu quá, mình chừa cho nó còn cái da xanh xanh vậy ha, nó không có chát đâu. Đây khi mà gọt xong thì mình bỏ vào cái thau nước để mình ngâm. Thau nước này thì mình có để vô một ít muối nha, và một trái tắc ha. Tại vì chuối thì nó có mủ á, cho nên mình để muối vô cho nó sạch mủ nè. Dắt vô một trái tắc cho nó trắng cái trái chuối ha. Rồi bỏ cái vỏ vô cho nó thơm nha. Rồi xong rồi thì mình để cho mình ngâm. Chế thêm ít nước nữa cho nó ngập cái chuối. Rồi nhiều chuối chứ mình xắt ra cũng nhiều lắm đó. Nhiều đây là 1 đến 2 người ăn ha. Còn nếu như các bạn có nhiều người ăn thì mình làm nhiều hơn nữa nha. Rồi đây chuối mình ngâm nãy giờ thì được rồi. Mình vớt ra để mình xắt nha, chứ mình không có ngâm lại nữa ha. Mình xắt xéo xéo hoặc là mình xắt khoanh ngang gì cũng được, cho tùy theo ý của các bạn thôi nha. Cái chiều dày thì khoảng chừng 3-4 ly gì là được nè. Một ít thì mình xắt khoanh gì, còn một ít thì mình xắt xéo. Xắt khoanh thì nhìn cái miếng chuối nó nhỏ hơn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đem cái phần chuối này mình đi áp chảo nha. Trước khi mà mình áp chảo chuối ấy, thì bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt nha. Mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột nêm, và nước tương ha. Nước tương thì mình cho vô đây là 2 muỗng canh, một muỗng canh tương ớt để cho nó cay cay và cái màu nó cũng đẹp ha, và tiêu nha, nửa muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ cho vô đây là 3 muỗng canh nước, quậy cho tan ra nha. Mình cho vô chảo một ít dầu nha, khoảng muỗng canh lưng thôi. Rồi giờ để chuối vô để mình áp sơ nha. Có mấy cái miếng nó dính với nhau thì mình gỡ ra để mình chiên cho nó vàng đều á. Mình áp chảo gì để cho cái miếng chuối nó thơm, nó vàng gì là mình chảo được rồi nè.
Rồi mình chiên sơ cho chuối nó vàng đều hai mặt gì nè. Rồi bắt đầu bây giờ mình hạ lửa nhỏ xuống để mình đổ nước sốt vô nha. Khi mà cho nước sốt vô thì mình cũng để lửa nhỏ vậy nè, mình ghim từ từ để cho nước thấm xuống từ từ nha. Rồi lúc này nước sôi nhiều rồi nè, bắt đầu mình chảo nha. Chảo để cho chuối nó chín đều á. Cái món này thì nó rất là đơn giản nhưng mà mình ăn thì nó ngon nha cả nhà. Ăn nó bùi bùi thơm thơm nè. Nếu như mà các bạn nào hồi đó giờ chưa có ăn cái món này thì mình làm thử nha. Mình thử một lần đi, ăn cho biết. Rồi lúc này thì các bạn nêm lại cho vừa khẩu vị với mình nha. Đó, mình cho hai chữ ớt vô nè. Mình thích để nước để mình chan cơm hoặc là mình chấm dưa leo rau thì như vậy là mình tắt bếp được rồi ha. Tại vì lúc này thì chuối cũng chín rồi nè, thấm với gia vị rồi. Nếu như mà các bạn thích ăn khô thì mình kho thêm để cho nó khô luôn. Nước sốt sền sệt rất là ngon luôn nè. Mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay ha. Rồi giờ cho vô ít tiêu nữa. Cái món này cay cay thì ăn ngon ha. Mà cay tiêu thì nhà mình ăn được. Còn cay mà làm bằng ớt thì nhà mình ăn rất là dở luôn. Cho nên mình để ớt rất ít nè. Nếu mà các bạn ăn ớt được nhiều thì mình để nhiều thì ngon ha. Rồi như vậy là xong rồi đó. Thì mình vừa chia sẻ đến cả nhà một cái món ăn chuối xanh ghim mặn nha. Rồi cái món này thì mình ăn với cơm trắng rất là ngon luôn đó. Nếu mà các bạn yêu thích cái món này thì khi nào các bạn làm nha. Video mình đến đây thì hết rồi, mình xin tạm dừng. Vậy hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.